Xin chào các bạn, mình là Trang Lê, rất vui được làm quen với các bạn trong khóa học online làm bánh ăn kiêng của mình. Low carb là một hình thức ăn phổ biến trên thế giới ngày nay. Nó không chỉ được các chị em ưa chuộng mà các anh em cũng rất ưa chuộng. Bởi vì sao? Ngoài việc giảm cân ăn kiêng, nó còn là một thói quen ăn lành mạnh cũng như có thể chữa bệnh được trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Khi đưa về Việt Nam thì low carb đã được Dr. Nguyễn Hoàng Anh chỉnh sửa theo thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân Việt Nam chúng ta, biến tấu lại thành ăn kiêng theo DASH. Vậy sự khác nhau giữa DASH và low carb như thế nào? Đầu tiên mình sẽ nói về sự giống nhau. Sự giống nhau là chúng ta cùng cắt bỏ tinh bột và đường trong quá trình ăn hàng ngày, bởi vì tinh bột và đường đều là chất gây mỡ. Ngoài ra còn có thể gây nên các bệnh như tiểu đường hay cao huyết áp hoặc tăng mỡ máu. DASH và low carb đều cắt bỏ những thành phần xấu này trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên sự khác nhau là low carb thì chúng ta tính theo gram net carb, còn DASH thì chúng ta sẽ phân chia thành đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Có một số loại thực phẩm ở trong DASH chúng ta không được ăn, đó có nghĩa là hoa quả có chứa đường, thí dụ như cam, xoài. Ngoài ra thì các loại tinh bột và đường là chúng ta phải cắt giảm hoàn toàn. Chúng ta thay thế bằng các loại thực phẩm tương đương, thí dụ như hạnh nhân, bột dừa, bột lanh, nó thuộc dạng đèn vàng. Ngoài ra thì tất cả các loại thịt, rau xanh hay các loại đường ăn kiêng thì đều được xếp vào đèn xanh và chúng ta có thể ăn thoải mái được. Trong khóa học này mình sẽ giới thiệu với các bạn 7 loại bánh để chúng ta có thể ăn theo low carb hoặc ăn theo DASH. Nếu như tính theo low carb thì mỗi miếng bánh sẽ chứa khoảng 3 đến 5 gram net carb mỗi miếng. Còn nếu như chúng ta tính theo DASH thì bánh sẽ đi từ vàng xanh cho đến xanh, bao gồm các loại bánh cuộn mặn, ngọt, bánh pancake, bánh mì, Japanese cotton cheesecake, biscotti và nama chocolate. Ngoài ra thì trong khóa học này mình cũng đúc kết tất cả những lưu ý, các lỗi hay gặp phải để các bạn có thể làm được một món bánh thành công. Hy vọng rằng các bạn sẽ thành công với những món bánh này và chúng ta sẽ có một cuộc sống healthy hơn.